biết cái downtown của Shreveport như thế nào. Cái tiểu sử của nó cũng rất là hay, thay đổi rất là nhiều. Trời, nó có những cái kỹ từ hồi xưa tới giờ nó vẫn còn. Ok, như những cái này này là cũ kỹ mà hồi xưa nó vẫn còn hay ta. Cái này những cái nhà thờ hồi xưa rồi đại khái như vậy. Trời, những cái nhà này là nhà cũ hồi xưa đó. Hồi xưa cách đây 60-70 năm về trước đó, chứ phải ít đâu. Nó giống y chang như Indiana, nó có những cái đoạn vậy đấy. Giống như mình đi cái mình đụng cái là nguyên một cái giống như cái Capitol, mình không biết có phải là cái Capitol không, nhưng mà nó giống y chang như ở Indiana vậy đó. Đây, những cái tòa nhà này là những tòa nhà cũ hồi xưa này. Hồi xưa chính gốc hồi xưa luôn. Những cái tòa nhà này là tòa nhà cũ hồi xưa nè. Tránh đâu được hết đó. Kinh khủng. Người ta xây, người ta bỏ đi cũng nhiều lắm. Mà đi ra đổ xăng là đi luôn. Cái là xin đề hay. Hay quá. Cái là xin đề vậy. Phải được không? Những cái tòa nhà này là chính gốc hồi xưa là tòa nhà này nè. Như bên đây là những cái tòa nhà này là tòa nhà chính gốc hồi xưa nè. Đó, tòa nhà đó cũ hồi xưa đó. Cái này đúng là như vậy đó. Mà còn mấy nhà này sau này mới, nó giữ lại được nhiều cái building mà đúng hồi xưa là như vậy. Hay quá. Giữ được vậy rất là hay. Chính gốc hồi xưa nè. Hồi xưa chính gốc mấy cái tòa nhà mà khi mà nó mới xây Texas, mà cái thành phố nó lập địa, đây là cái tòa nhà là đúng là như vậy, cũ á. Hồi xưa nó xây như cái City Hall vậy đó. Nè, mỗi cái thành phố nó có một cái City Hall hầu như tương tự, nó xây giống như nhau vậy đó. Hay lắm. Y chang như Indiana là mình chạy tới đây là tự động cái là nó giống như cái Capitol ấy, giống như cái nhà thờ vậy đó.
East thì bây giờ phải đi West. Vậy thôi. Yeah, thoải mái nha. Đây, y chang lúc nào nó cũng có cái giống vậy. Cái này là nhà thờ. Không biết cái nhà thờ hay là cái nhà gì, nhưng mà Indiana cũng giống y chang vậy luôn. Đi cái mình đụng tới giống vậy luôn. Còn cái khách sạn hơn mình ở là như nằm dưới đây nè. Khách sạn Holiday Inn nằm đâu đây nè. Em thấy nè. Lúc đó đó, đại khái. Những cái này là kỷ vật, những cái building này là cổ hồi xưa. Nó có những cái building là cổ hồi xưa, đến bây giờ nó vẫn còn giữ yên. Hay quá.